Để em xíu. Ngước mũi. Cái giờ này mà đi sớm thì chị đi xíu xíu nữa làm cho đẹp lung linh luôn. Giờ này dễ, không có khó, nhưng mà em đi cần ngày quá. Giờ tới Tết mà vẫn được một lần nữa, xiên thì chạy xuống ha. Tới 27 Tết chị mới nghỉ, hết ngày 27 luôn. Da này hiện tại giờ là phải uống nước nha. Môi khô, khô lắm luôn ấy. Mũi cũng khô này. Còn trẻ ráng uống nước cho nhiều. Thấy mọi người cái này.